Nhìn thấy cá có ngon không nè? Rất là ngon luôn hen. Bây giờ mình sẽ vào bếp cùng làm. Đây là hai con cá nục. Bạn nào ở Đức thì có thể mua ở siêu thị Kaufland. Chuẩn bị sẵn cho mình nè. Giấm nè. Đây là muối để mình rửa cá. Mình sẽ cắt vảy cá. Ở đây. Ở đây. Cắt bỏ cái này đi. Bởi vì mấy cái này mình không ăn được ạ. Bỏ hết mang ra. Có bạn nói là sợ làm cá nó bị tanh ăn không được á, thì mình sẽ cạo hết tất cả những cái đỏ đỏ ở trong đây ra. Đây là cái máu cá nó rất là tanh. Anh chị em và các bạn nên cạo cho nó sạch. Mình lấy ra hết cái đen đen ở trong đây. Thằng Khuyên sẽ làm hết hai con rồi mới rửa nha. Lấy nước hơi hơi ấm ấm thôi. Bởi vì nếu mà mình lấy nước lạnh đó, cái mỡ cá nó không đi được hết á. Mình khuyên lấy 2 muỗng canh muối cho lên mình cá. Cho muối vào trong bụng luôn. Cho muối vào trong bụng cá để một chút xíu mình lấy những cái màu đen đen ở trong đây ra cho nó dễ á. Rồi mình sẽ cho giấm luôn nè. Ăn cá rất là tốt cho sức khỏe nhưng mà không phải là ai cũng ăn được vì ngại tanh và ngại làm cực. Nhưng mà nhà mình khuyên hầu như là ăn cá rất là thường. Vì ông xã mình khuyên rất là thích ăn cá. Và mình khuyên làm như thế này thì cá nó sẽ không có tanh nữa. Mình sẽ tiếp tục với con cá này. Lấy cái màu đen này ra. Đây là gỡ ra. Mà lấy tay, mình lấy hết cái máu bầm ở đây ra. Và mình sẽ rửa. Sẽ để cho cá ráo nước và dùng khăn giấy lau cho nó khô. Lau cá khô. Sau khi mình lau khô cá rồi, làm cho cá nó dễ thấm gia vị. Đây cũng vậy luôn. Mình khứa cái đường sau khoảng chưa tới xương à, khoảng một nửa thôi. Đã sạch sẽ rồi, một muỗng cà phê muối mà mình rắc đều lên trên hai mặt của cá nha. Cả trong bụng con cá nữa à. Cái đuôi cá cũng vậy. Đây là hai con cá 600 g. Và mình ướp ở đây 15 phút nha. Nguyên liệu mình gồm có là hai trái ớt sừng. Anh chị em nào ăn cay thì có thể cho ớt hiểm hoặc ớt chi thiên đó. Rồi một nhánh gừng nhỏ, một củ hành tím to. Nếu mà củ nhỏ thì 2 củ, 4 tép tỏi và nhánh hành lá và gia vị. Còn có muối, tiêu, đường và nước mắm. Và 600 g cá đây. Trong lúc mình chờ ướp cá thì mình sẽ cắt những cái gừng này ra thành những lát nhỏ để một chút mình chiên, để cho thứ nhất là dầu không văng, thứ hai nữa là cá không tanh và thứ ba là cá nó sẽ không có tróc da. Củ hành thì mình bằm nhỏ để qua một bên, mình cũng bằm nhỏ như là củ hành luôn. Anh chị em nào ăn được tỏi nhiều thì cho nhiều, bởi vì món này là món cá rim tỏi ớt cho nên là càng nhiều tỏi càng nhiều ớt thì ngon à. Và mình cũng sẽ cho vào một bên. Ớt á, mình rửa, mình lấy bỏ hết hột ớt ra. Mình nên lấy hết, bỏ hết hột ớt. Không nên ăn hột ớt á. Như trong các video khác mình Quyên cũng có nói đó.
mình trong ruột của mình mỗi người đều có một khúc ruột thừa, thì khi mà cái hột ớt nó đi ngang qua nó rớt vô thì nó sẽ gây viêm, cho nên là mình không nên ăn hột ớt. Mình khuyên nhắc lại, bởi vì mới đây mình khuyên cũng nhận được một câu hỏi là chị ơi tại sao mình lại phải bỏ hột ớt, hay là chị ơi tại sao mình bỏ hột cà. Nói chung là hột ớt với hột cà thì mình nên bỏ ra vì lý do mình khuyên đã nói. Và hôm nay mình dùng đến hai trái ớt, bởi vì ớt này là ớt không có cay, ớt này nó cay hơi hơi thôi, nó là pepperoni, là người người Tây họ ăn được á, cho nên nó không có cay. Mình khuyên làm cho hai đứa nhỏ nó ăn được luôn đó. Con nít nó ăn được là do không cay. Mình nên cho nó ăn ớt bởi vì ớt nó có nhiều vitamin K. Hồi xưa mình khuyên bị giống như là lúc nhỏ đó, mình thiếu vitamin K thì mình đi bác sĩ. Thiếu vitamin K biểu hiện ở trên da đó là những cái vết bầm tím mà không rõ nguyên do, tự dưng vậy đó, cái là mình bầm tím cái chân hay là bầm tím cái tay, một giống như là có ai đánh đánh mình mạnh lắm thì nó bầm như vậy. Nhưng mà không phải, cái đó là do mình thiếu vitamin K, cho nên là bác sĩ bảo là ớt có nhiều, cho nên mình khuyên mua ớt về và để cho nó không có cay đó. Mình khuyên chia sẻ luôn là mình để cho ớt không cay, anh chị em và các bạn lấy ớt cắt lát lát ra. Dĩ nhiên là mình ăn ớt là pepperoni á, mà muốn không cay luôn á, hoặc là ớt sừng Việt Nam mình đó, anh chị em cắt lát lát ra xong mình sẽ vắt vào chanh. Mình khuyên ăn một lần vậy đó tầm nửa chén ớt, sợ chưa, thì nó mới bù lại được cái lượng vitamin K. Hoặc anh chị em nào cũng có thể bổ sung qua cái nguồn không tự nhiên như là thuốc, nhưng mà mình khuyên muốn bổ sung nó qua cái nguồn tự nhiên, đó là ăn qua ăn ớt, thì mình vắt chanh vô nó làm cho ớt không còn cay nữa. Mình cũng cho qua đây luôn. Mình khuyên cũng có học được nhiều cái bí quyết lắm, nhưng mà thỉnh thoảng lại quên, thỉnh thoảng thì nhớ, thì mình khuyên sẽ chia sẻ trong lúc nấu nướng và nói luôn nha. Đây là mình đã cắt xong rồi. Thì hôm trước cũng có bạn hỏi mình khuyên là chị ơi chị chiên thì nên xài dầu gì, thì mình khuyên coi ở trong TV Đức á, người ta nói là nên dùng cái dầu Sonnenblumen, là cái dầu hướng dương, dầu hoa hướng dương để mình chiên, thì mình khuyên sẽ cho dầu vô chảo. Có bạn hỏi mình khuyên có nên chiên bằng dầu olive không á, là thực ra cái dầu olive là không có nên chiên, bởi vì cái nhiệt độ sôi của nó thấp lắm. Mình chiên nó nhiệt độ sôi nó thấp, mà mình chiên để chiên cháy bàn lên, là mình chiên nhiệt độ cao thì ăn dễ bị bệnh. Mình tưởng là dầu olive tốt, mình chiên tốt nhưng thực ra là ăn bị bệnh. Còn nếu mà dầu olive chiên được là người ta đã pha vô với những loại chất khác, những cái loại dầu khác thì nó sẽ không còn tác dụng nữa. Để đợi cho dầu nóng, để cho dầu không văng khi mà chiên, thì mình nên cho vào đây khoảng 1/4 muỗng cà phê muối để cá thơm, cũng như là bạn nào chiên bằng những cái chảo không có phải là chảo chống dính á, thì mình nên cho gừng vào và cho cá vào. Mình nên dùng một cái nồi thật là to hoặc là cái chảo thật là to như thế này để cho cá nó được nguyên vẹn. Rồi sau khi mình bỏ vô, mình không có chở gì hết, mình cứ để như vậy. Anh chị em và các bạn, mình sẽ chiên ở lửa lớn, bởi vì mình không có cần nó chín nhiều lắm, bởi chút xíu nữa mình rim, mình chỉ cần nó chín ở cái bề mặt thôi để nó không có tăm cá nữa. Bây giờ mình sẽ pha nước mắm để mình rim với cá đây. Đầu tiên mình khuyên sẽ cho một muỗng canh, hai muỗng canh, hai muỗng canh nước mắm ngon, nước mắm 40 độ đạm nha, và lượng đường bằng một nửa lượng nước mắm là một muỗng canh. Mình sẽ cho tiêu, tiêu nhiều một chút bởi vì cho nó thơm. Nước tiếp theo mình sẽ cho nước vào đây. Mình sẽ cho vào đây là 60 ml nước. Mình sẽ cho một ít ớt vào, một ít tỏi,
băm vào luôn. Anh chị em nào thích bột ngọt thì có thể cho vô, nhưng mà trong món cá này mình khuyên không có cho bột ngọt à. Rồi bây giờ cá nó đã vàng rồi đây, mình sẽ trở qua. Nó vàng như thế này và nó giòn ghê. Thực ra anh chị em nào, các bạn nào thích ăn cá chiên là bây giờ ăn cá lấy nước mắm pha ăn cũng ngon lắm rồi. Nhưng mình có sẵn cái thứ nước mắm rất là ngon, mình pha mình như vậy là ăn được luôn rồi đó. Và bây giờ mình sẽ chờ luôn cho nó vàng, cái mặt bên kia thì mình gấp ra nha, vàng giòn luôn. Mình lấy ra đây đi để chút mình ăn được miếng gừng này cho nó vàng giòn hết nó mới ngon. Bây giờ sẽ tắt lửa và vớt cá ra đây. Giòn ghê luôn, nó ngon lắm nha. Nhưng mà do mình chiên không có ngập dầu cho nên nó giòn ở ngoài, còn ở trong thì nó mềm. Vẫn dùng cái chảo này, cũng giống như kỳ trước mình khi chia sẻ, mình sẽ cho một muỗng canh dầu vào trong đây. Sau đó mình sẽ cho cái khoảng một muỗng cà phê hoặc là một muỗng canh dầu hạt điều để mình lấy màu. Bây giờ sau khi cái dầu điều này nó ra màu hết rồi, chị em và các bạn sẽ cho hết cái dầu vào đây. Rồi bước tiếp theo sẽ là cho một muỗng canh dầu ăn vào trong cái nồi này. Mình sẽ cho hành, củ hành tím vào và mình phi cho nó vàng, nó thơm. Theo sẽ cho tỏi vào, một chút xíu hành lá luôn, cái cọng hành à. Giờ thì cho cá vào, mình sẽ cho toàn bộ cái này, cái nước này vào. Bây giờ thì mùa thu rồi cho nên nó có, nếu mà nhà mình mà nó có mùi là chết, hôi lắm, nước mắm nó hôi lắm, cho nên mình sẽ đậy nắp nha. Và bây giờ mình sẽ để lửa riu riu cho nó sôi nhẹ như thế này trong vòng 10 phút nha. Khuyên sẽ đậy nắp lại. Sau khoảng 10 phút rồi, bây giờ cá nó hơi sền sệt lại rồi và mới có được một mặt thôi. Bây giờ mình sẽ lật qua mặt bên đây, chị em và các bạn lật trở lại để cho nó thấm hai mặt ha. Bây giờ mình sẽ tiếp tục mình chờ cho đến khi nào cái nước này nó hơi, nó rút lại gần hết rồi á, nó sền sệt á là xong nha. Nó cũng khoảng trong vòng 10 phút nữa ạ. Rồi bây giờ 10 phút trôi qua rồi, mình đã xong rồi ạ. Mình Khuyên sẽ cho tất cả toàn bộ ớt vô nè và hành lá vô luôn. Anh chị em và các bạn nhìn thấy ngon chưa nè. Bây giờ mình sẽ chờ một chút xíu cho hành này nó chín nha. Bởi vì hành nó sống là ăn nó cũng hôi lắm. Mình sẽ chờ một chút xíu cho hành nó chín, nó nhờ sức nóng của con cá này, nhờ sức nóng của cái nồi nữa đó. Hoặc là anh chị em nào sợ thì có thể lấy cái nắp đậy lại, trong vòng 1-2 phút gì đó hành nó chín. Bây giờ nó ngon lắm rồi nè. Mình rim lửa thật là nhỏ nè. Đó, ngon chưa nè. Mình sẽ đem ra dĩa nè. Anh chị em và các bạn nhìn thấy mình Khuyên đốt nến không? Không phải là lãng mạn lắm đâu, nhưng mà tại vì hôm nay bắt đầu trời lạnh rồi, mình phải đốt nến lên để cho cái mùi hôi trong bếp nó giảm đi. À đây, mình sẽ vớt ra. Ai da, ngon quá. Màu đẹp chưa? Món này mình Khuyên làm theo yêu cầu nha. Anh chị em và các bạn nào hôm trước yêu cầu mình Khuyên thì hôm nay mình Khuyên có thời gian để làm cho nè. Sẽ chế nước sốt lên nè. Nó chỉ nước sốt nó hơi sền sệt như thế này. Mình đã xong rồi, ngon chưa nè. Đây à, đây là món cá mình vừa rim xong. Cá rim tỏi ớt, ngon không anh chị em và các bạn? Nếu mà thấy ngon thì vào bếp cùng làm và cùng ăn ngon nha. Bây giờ thì mình Khuyên xin chào và hẹn gặp lại anh chị và các bạn ở video kỳ tới.